Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây, và chúng ta tiếp tục đến với lại nhà vườn của Chiến Châu và được giao lưu với lại em Chiến. Anh chào em. Em chào anh Thọ cũng như chào quý vị và các bạn. Chiến ơi, hôm nay anh đến với vườn em mang theo một một kho gọi là những cái đề nghị của cộng đồng Yêu Cây. Dạ. Và các fan của kênh Yêu Cây truyền tải đến Chiến, và rất mong muốn Chiến chia sẻ, giải đáp và cũng như là chia sẻ cho anh em. Vâng. Để chúng ta xây dựng một cái cộng đồng. Nhất trí thôi ạ. Em ơi, khi ở video này anh muốn mang một cái thông điệp của khán giả Yêu Cây, để rất mong muốn Chiến chia sẻ cho anh em, đó là khi mà chúng ta mua cây về. Dạ. Tức là giống như cây mới của em này. Vâng ạ. Khi mà chúng ta mới mua cây về thì chúng ta cần demo. Và cách demo cây như nào, và sau khi demo cây thì trong quá trình chúng ta nuôi dưỡng làm thì tại sao chúng ta phải kiên định chứ không đẽo cày giữa đường? Thực ra ấy, cảm ơn cái câu hỏi của anh, nhưng mà trước hết ấy, cái demo ấy nó cực kỳ quan trọng, nhưng cái quan trọng hơn, cái bước trước tiên của cái demo ấy, cá nhân em nghĩ rằng là chúng ta phải lựa chọn cho mình cái phong cách, cho cái sản phẩm phù hợp, cái hướng đi là bây giờ nhá, em nói ví dụ thôi, cái này em demo đi một cái tay dài anh Thọ, đây là một cây đang gọi là phôi cọc đi, nhưng mà bây giờ mình nên ý tưởng mình demo chẳng hạn cái tay, em show cho anh luôn xem đây, nói có sách, mách có chứng, ok chưa? Bây giờ demo đúng không? Đây là một cây si này, em demo đây, đúng không? Đấy, em demo rồi. Cái tay này mình bay ra dài đây, nhưng cái tay này chết rồi. Nên chúng ta phải cần biết rằng cái demo nó chỉ là một cái hình tượng mô phỏng để mình theo đuổi. Tuy nhiên nó phải thực tế. Và chúng ta phải đặt một câu hỏi rằng là đi theo cái hướng đi đó chúng ta cần bao nhiêu lâu, quy trình nuôi chăm sóc rồi tạo hình mất bao nhiêu thời gian, để từ đấy chúng ta ra một quyết định rằng nó có thật sự phù hợp với thể trạng hiện tại hay không. Chứ bây giờ demo như em nói với anh nhá, vừa rồi em demo cái tay này nó phải dài ra đến đây anh Thọ ạ, mà bây giờ cái mầm của em ra như thế này thì có nghĩa là em phải nuôi tầm nó bằng cái đùi để cân đối với cái đường thân này ạ, thì mới cắt này ạ, thì nó là đừng nói chuyện đến năm 15, 40 năm mà nó lại còn non, nó tơ, đúng không ạ? Và khi anh em mình theo đuổi đấy thì sau cái quá trình ở cái trò 5 năm 10 năm đi, nhưng có chơi được hay không? Đấy, lại là một cái chúng ta phải trả lời. Và đây, cái nhân vật em muốn nói với anh này, tại sao phải lựa chọn cái đấy trước, thì chắc có lẽ quý vị và các bạn đã lựa chọn cho mình cái hướng đi rồi. Thì đây là một cái sản phẩm này, em nói anh Thọ nhá, một cây hoàn thiện, em bỏ ra số tiền, em mua hộ của anh em 250 triệu của anh Vũ Bát Tràng, từ giai đoạn 2017-18. Lúc đấy nó là một cây hoàn thiện. Đây, em lại sâu tiếp cho quý vị và các bạn. Đây, nó đây anh Thọ này. Đấy, không biết mọi người nhìn có biết rõ không? Rõ em. Đây nha. Có bóng. Nhưng tại sao em Chiến cắt về phôi? Anh có thể thấy à, em rất kiên định. Nếu là một người thương mại, chúng ta luôn luôn đặt cao cái vấn đề lợi ích lên hàng đầu. Nhưng em vừa thương mại, em vừa mang tính chất chinh phục, em vừa thêm cả cái thứ gọi là khai phá cái bản thân mình, ra cái ID mới để mình theo đuổi. Hay quá. Vì càng những người, em nói thật luôn, vì phải có áp lực mới tạo được ra giá trị. Khi em mua một cây này hoàn thiện về, em cắt một phát đi, thì chính người anh của em ra bảo là anh thấy khôi ấy. Trước mặt rất nhiều người mày nhổ mặt anh luôn đi vậy. Vì tại sao anh là một người chơi rất kỹ,
đồ chơi như vậy mà tại sao mày cắt đi? Thì em nói với anh này, em nhìn vào cái thực trạng hiện tại đây của sản phẩm, đây nó lúc không có lá đây, anh Thọ nhìn dễ hơn chưa? Dễ hơn. Đấy, một cây hoàn thiện. Một cây hoàn thiện nhá. Đây, anh có thể thấy này. Thứ nhất, bệ rất dài. Thứ hai, cái con tử này nó còn đang mới bằng đúng bằng cái chốt tay, đúng không ạ? Chưa bằng cái chốt tay. Nó bé quá, không bằng mấy con mẹ mặc dù nó là một cây hoàn thiện. Và em đọc được ra những cái lỗi đấy của cái cây này. Cái thân này anh nhìn này, nó vẫn còn trơn này. Cái mắt sẹo này, nó vẫn khá là to. Thì em có thể, quý vị và các bạn thấy này, khi em nuôi một cái mầm, vì cắt đi nó mới rút được ra những cái điểm mầm như thế này, thì em mới cắt. Và em thay loại bỏ hoàn toàn con tử, đúng không ạ? Con tử hiện tại nó to, anh so với cái tay này. Cái tay này không hề phát triển. Mà cái tử này bây giờ nó cân đối chưa? Em thay vào. Tử này là của nó hay là thay vào? Em mua một con tử, em vứt con tử kia đi và em bán được 3 triệu. À. Thì em thay một con tử nguyên, một con tử từ đây nó chạy sang. Tức là gì? Em đã có cái tư duy mình mua một sản phẩm này về, mặc dù mình rất mong muốn bán được nhiều tiền, nhưng mình vẫn phải gì? Có cái tôi của mình ở trong cái sản phẩm. Tuyệt vời. Có cái định hướng đấy. Và khi em làm rồi, chính người anh của em bảo là không được. Rồi rất nhiều người, những người thợ, những người anh em kinh doanh cây đến bảo mày chết rồi. Ok, mình vẫn kiên định đi theo. Tại, nhưng phải có cái lý anh nha. Thứ nhất, đây là một cây xanh Nam Điền, có cái dáng khá là, nó vặn ngay từ cái gốc. Thứ hai, anh Thọ có thể quay này, nó cắt chuyển thân, đúng không anh? Đây này, đây một phát này, đây một phát nữa này. Và toàn bộ các cút tay chi cành này cắt giật hết. Mình đọc được ra những cái điểm quý đấy trong cái cây. Cái tuổi nó cũng có. Vậy tại sao mình không làm đẹp lên cho nó một cái phiên bản nữa? Chính vì vậy em mới quyết định cắt và nâng cấp nó lên. Vì anh em biết rằng bây giờ trong cái giới làm cây, anh em có thể tranh luận là cây của tôi cắt giật này hơn cây của ông Uốn này. Đúng, nó phải thiên về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên là cái thân cắt giật nó còn quý hơn nữa cơ. Chính vì vậy em mới bảo ô, tại sao mình không làm, tại sao mình không nâng cấp cái sản phẩm này lên một cái phiên bản khác. Và đây anh có thể ra đằng sau đây nữa cơ. Em muốn nó còn, đấy là mới là mặt trước, còn cái mặt sau này nữa này. Đấy nha, xem nào. Em muốn anh có thể và quý vị có thể thấy được rằng là đây. Ok, cái này quay ngang nó kiểu sao này mạnh vậy? Nó lại ra cái này. Điều chỉnh cái gì đây? Đây này, anh có thể thấy nhá. Nó là, nó chỉ là dễ thôi. Dễ bẹ thôi. Nó khá là thô. Để em sâu ra cho. Đây này, cái hình ảnh này. Anh Thọ này. Anh nhìn thấy không? Cả một cái rễ thẳng này, nó trèo sang con tử. Chính xác. Nó rất thô. Và cái điểm giao nhau của cái bệ này, người ta còn dắt đá vào. Tức là gì? Là ghép đá, là sửa lỗi. Nhưng em thay đây này, toàn thịt. Em sửa với em nhé. Đây, tiếp theo này, cả một cái cục lưu này em đặt vào. Đấy, anh Thọ có thể thấy gần như là nó biến đổi luôn toàn bộ bằng thịt. Anh thấy cái đường sẹo này nó rất chi là to, đúng không ạ? Và bây giờ nó khít này. Và tiếp theo là gì? Em nuôi những cái rễ này để kéo tiếp sẹ cái góc này xuống. Đấy. Cái vấn đề mấu chốt ở đây có 3 yếu tố chúng ta cần giải quyết. Một, phát hiện ra lỗi của sản phẩm, ưu nhược điểm. Hai, chúng ta lên cân đối về mặt thời gian, tiền bạc. Đấy nó về mặt cá nhân của bản thân cái người chủ. Và thứ ba, với phương pháp nào tối ưu nhất cho sản phẩm? Và nó cần bao nhiêu lâu để chúng ta đưa nó theo cái định hướng mà chúng ta đặt ra? Đừng để từ đấy chúng ta gì cho một cái bản kế hoạch nó cụ thể, nó chi tiết, thì chúng ta sẽ không bị lung lay. Chứ nếu
mình không có những cái kế hoạch cụ thể thì anh em thợ đến chơi, những người đến tham quan, người ta tham gia góp ý là cái tốt, mình phải nói thật, người ta có quý mến người ta mới góp ý. Tuy nhiên không phải cái lời góp ý nào cũng đúng. Thì từ đấy chúng ta mới có cho ta một cái kế hoạch rõ để chúng ta kiên định đi theo, để tránh bị sao nhãng, bị bất an, bị không ổn định, bị đéo cày giữa đường. Đấy. Mà khi anh phải biết rằng nhá, khi em lột ra, em cắt con tử đi, em ghép con tử mới này vào, nếu chúng ta không có kỹ thuật thì một phát chúng ta thứ nhất hỏng con mẹ, hai hỏng cái con, và hỏng luôn bố cục của một cái cây. Đấy, thì em nghĩ rằng là vừa thứ nhất là chúng ta, cái này ấy, là em đã có cái demo, nhưng hiện tại là nó nằm ở cái giai đoạn trước, nó nằm ở trong đầu em. Anh em mới bây giờ chúng ta sẽ có được rất nhiều những cái thông tin, là có những người làm demo cho, nhưng chúng ta vẫn phải có cho một cái hành trình, cái quỹ thời gian, cái phép tính toán, cái sự cân đối về mặt cả tài chính lẫn tinh thần, lẫn kiến thức chăm sóc, lẫn thời gian, phải đặt thật nhiều những câu hỏi và tích vào những cái nào nó phù hợp với mình để mà mình làm. Và em chúc rằng mọi người sẽ có cho mình những cái chuyên môn, những cái kiên định, cái định hướng để mà mình thực hiện, cũng như là sản phẩm làm sao nó phải phù hợp với cái hướng đi đấy. Ví dụ nó quý thì chúng ta lên làm, mà những cái gì đấy nó chưa thật sự quý thì có lên làm hay không, hay là lên nhượng lại cho những người khác. Vì có những người, em nói thật với anh, người ta mong ước chỉ có một cây xanh Nam Điền hoặc như một cái tử này để người ta chơi thôi, với họ đã là một cái gì đấy lớn lao rồi. Nên là cắt cũng được, không cắt cũng được, ghép cũng được, không ghép cũng được, cái nào nó phù hợp với mình, cái đấy mới là cái thật sự quan trọng. Ok, cảm ơn em, bởi vì anh tin chắc rằng sau cái khi mà anh nghe em chia sẻ và đang cầm máy thì anh thấy là cá nhân mình cực kỳ thỏa mãn với những cái chia sẻ của em, với cái lý giải của em và những cái mà em chứng minh. Dạ. Và những cái kết quả mà em đã đạt được. Dạ. Anh tin chắc rằng là cá nhân anh thỏa mãn thì khán giả của kênh Yêu Cây cũng thỏa mãn. Vâng. Xin cảm ơn em, và chắc chắn là rất mong muốn rằng sau video này thì chúng ta sẽ có tiếp tục các cái video tuyệt vời hơn nữa. Dạ. Để chúng ta được giao lưu với Chiến Dâu. Cảm ơn em ạ. Vâng, cảm ơn anh, cũng như chào toàn bộ quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo.